Những ngày đầu đảng mới thành lập, hậu duệ của Tổ, nhiều người sớm giác ngộ cách mạng, có người được kết nạp vào đảng ngay trong những ngày đầu thành lập. Trong hoạt động không sợ bị chém giết tù đầy, đã xả thân vì nước cách mạng thành công, nhiều người được công nhận là lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa. Ở địa phương mặc dù kinh tế gặp khó khăn, nhưng thóc không thiếu một cân để đóng thuế cho kháng chiến, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tích cực vô công trái, xây dựng quốc đảo kháng chiến. Nhiều trai gái họ Ngô tham gia dân công hỏa tiến, thanh niên xung phong. Với những công lao lớn lao đó, nhiều gia đình trong họ được công nhận là gia đình cách mạng, được tặng bằng tổ quốc ghi công gia đình liệt sĩ, bảng vàng gia đình vẻ vang. Nhiều bà mẹ được công nhận là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Không ít con em trong họ được tặng được nhiều huân chương, huy chương các loại. Nhiều đảng viên được tặng được huy hiệu 30, 40, 50, 60 năm tuổi đảng. Trong xây dựng hòa bình, hậu duệ của Tổ cũng có những đóng góp xứng đáng trên khắp các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự. Nhiều hậu duệ của Tổ do tài năng đức độ được giao trọng trách, có người là cục trưởng, viện trưởng, tránh phó giám đốc, có vị là giáo sư tiến sĩ, nhiều vị được phong quân hàm đại tá, trung tá, thiếu tá. Hậu duệ của Tổ theo đạo Ca Tô với tất cả những thứ yêu thích các đời đàn nào, nhiều vị được thank you.